các bạn muốn chơi GTA 5 nhưng các bạn lại không có một cái máy tính, hoặc là các bạn không có đủ kinh phí để mua cái tựa game này, vậy thì tất cả các bạn hãy ngồi đó và xem mình chơi GTA 5 thử nghiệm nha. Ok, mình đùa thôi, ai lại làm như vậy với fan chứ. Nếu như các bạn không có một cái máy tính hay là không có đủ kinh phí để mua game GTA 5 nhưng các bạn lại có một cái smartphone như thế này, vậy thì ngay bây giờ chúng ta hãy cùng nhau tải GTA 5 ở trên smartphone, đó là điện thoại, và cùng nhau chơi chung GTA 5 ở trên điện thoại luôn các bạn ơi. Chơi chung với nhau luôn nha các bạn. Ok, vào luôn các bạn ơi, let's go. Thành công rồi các bạn ơi, mình đã tải được rồi, và chào mừng các bạn đã đến với Mac Out 2 Big City Boy. Lộn, Big City Boy. Nhầm. Big City Online. Ok, đây là một cái tựa game có cái gameplay cực kỳ là giống với GTA 5 luôn. Và đặc biệt cái này sẽ các bạn sẽ rất là thích luôn, đó là chúng ta có thể chơi online. Online đó các bạn, là có thể chơi chung với nhau đấy. Trời ơi, cái này mà ai không thích các bạn. Ok, bây giờ thì mình sẽ thử vào một cái gameplay cho các bạn xem. Ở đây nó sẽ có 3 chế độ, đó là Single Player, Mission và Online. Đó, có 3 chế độ. Đây là mình. Ghê chưa, mới vô mà gọi là thể hiện cái độ trẻ trâu rồi đó. Đây là nhà của mình nha các bạn. Đó, giới thiệu đây là căn nhà của mình. Nhà mình tuy nghèo nhưng mà nói chung là hả, được cái là ở mặt tiền các bạn à. Ở mặt tiền đường nè các bạn thấy không. Đó, tuy là nhà ghẻ ghẻ thôi nhưng mà ở mặt tiền đường là ngon rồi. Ê, quay. Chưa cái gì hết, nó bỏ chạy rồi. Bây giờ phải đứng ở đây canh coi có chiếc xe nào mình lại mình lấy xe các bạn. Xe mọi người ơi, đây có xe nào. Wow, xe này đẹp bạn. Ui, xe này có màu đỏ BD. Ok, lên xe luôn. Yes, lên xe luôn nè các bạn ơi. Let's go. Yeah, bây giờ mới lấy được chiếc xe đi ra ngoài. Ok, let's go. Woo, yeah, đã chưa. Oh my god. Hình như mình mới gọi là lấy xe của cảnh sát. Ôi, chạy. Hên quá, không bị lụp sao hết các bạn. Mình lấy xe máy cài, mình đi mình làm ruộng các bạn ơi. Mình là người thường mà đó. Các bạn thấy không? Gameplay cực kỳ luôn. Hiện tại bây giờ á, các bạn sẽ nhìn cái đồ họa của nó, các bạn sẽ thấy nó không được đẹp lắm đúng không? Đó là tại vì á, máy của mình nó yếu quá, mình chỉnh đồ họa nó thấp xuống một tí để cho các bạn có thể gọi là hạ trải nghiệm được. Ông dí theo kìa. Ấy á, trời, rồi xong rồi, toang rồi. Oh my god. Những người dân trong đây toàn là Superman không các bạn. Ôi Lý Tiểu Long kìa. Oh my god. Một cú đá gọi là hạ gì móc móc sao các bạn, quá ngầu. Không biết làm nhiệm vụ gì đây. Chúng ta đang gặp một anh nào đó mặc bộ đồ đen, nón đen các bạn ơi. Anh này chắc thích màu đen lắm nè. Ok, để thử xem coi là như thế nào. Wow, hey bro, long time no see. Lâu lắm rồi mới gặp, cuối cùng thì bạn đã comeback, quay trở lại đây. Và bây giờ á là hạ cái gì đó không biết nữa. Oh my god, hình như là ui, thanh niên này gọi là mới vượt ngục các bạn ơi. Nó bịt mặt kìa. Rồi bây giờ là mình hình như là mình phải làm nhiệm vụ của nó hay sao ấy. Rồi ok, để mình thử coi như thế nào. Bây giờ là mình lấy không? À, mình phải thu thập những cái này là những cái túi tiền à. Để mình thử xem cho mình sẽ chơi cho các bạn thấy được. Cái này nó giống lắm bạn. Mà đặc biệt miễn phí. Ui, chơi giống GTA 5 mà còn miễn phí nữa. Trời ơi, nhớ nha. Mac Out 2 Big City Moi, Big City Online nha. Ok rồi, bây giờ mình đã gom đủ tiền rồi. Mình có thể mua những cây gin được mà mình không có mua. Trời ơi, sao mình mua thế nhờ. Mình có thể mua được những cây gin nè các bạn ơi. Có bít tông nè. Có có súng gì kìa. Lục bạc kìa bạn. Có Uzi nè, có MP5 nữa kìa. Wow, quá trời, có Fama nữa kìa. Ok, mà mình để đi, tí mình mua sau. Mình nói chung là hạ tiền ít nên là mình phải để dành. Wow, online gì mà đông người chơi dữ vậy. Trời ơi, 120 mấy người chơi kìa, 110 mấy người, 1000 mấy người chơi bạn. Cái này có chế độ roleplay, là cái chế độ mà chơi chung với nhau mà làm nhiệm vụ bạn. Ở cuộc sống ở trong GTA 5 á. Còn cái này là chế độ gì đây, chế độ là đua xe nè. Rồi chế độ này là hạ cảnh sát bắt cướp nè. Oh my friend. Hello my friend. Oh my god. Đây những dân chơi đó bạn ơi, các bạn thấy không, dân chơi nè. Đó, dân chơi nè. Wow. Ok. Rồi bây giờ là mình thử mở bản đồ lên coi. Để mình xem. Trời ơi, bản đồ nó rộng kìa. Bản đồ rộng kìa các bạn. Oh my god. Quá trời người chơi luôn nè. Oh my god, hiện tại bây giờ mình đang ở đây nè các bạn ơi. Mình đang ở đây nè. Đó, thấy không. Oh my god, tiếp tục. Ơi, hello my friend, đi theo tôi. Ôi đánh nhau kìa. Wow, đánh nhau các bạn ơi. Vô đánh thủ luôn. À cha. Anh em. Ok, tôi yếu nhưng anh em tôi đông. Ủa mà mình có anh em gì đây đâu. Ui nó đấm mình sấp mặt luôn các bạn ơi.
Tuy mình yếu nhưng mình không có anh em nữa, thôi mình bỏ chạy. Oh my god, đấm mình sắp mặt luôn rồi. Ok không sao. Thanh niên này mới đánh mình đó bạn. Chạy đâu bạn ơi, bạn ít máu hơn mình. Bạn đánh ai, bạn đánh ai. Vô mũi võ đi. Đấy, thể hiện đi nè, cho bài đá nè, cho vậy chưa, tôi mới tập võ đấy. Ok, võ bãi trọ đó biết không. Tự nhiên xỉu vậy. Ủa chưa làm gì mà, tôi mới học võ bãi trọ đấy biết không. Ôi tôi chưa có gọi là thể hiện cái môn võ bãi trọ của tôi ra mà ảnh hút tôi luôn rồi. Bãi trọ là bỏ chạy đó các bạn. Ui thanh niên này giàu dữ, cho tôi lên xe. Đi ra chỗ khác. Ok, đi ra chỗ khác. Ok, ui nó khóa xe nó lại rồi, nó không cho lên, nó keo ghê bạn ơi. Lên cho em lên xe với anh ơi. Anh, thanh kiều anh cho em lên với. Ui nó khóa xe nó không cho lên bạn ơi. Anh ơi em có vàng, cho em có vàng với. Đúng rồi, em có vàng, em cho em lên xe. Ê. Trời thấy chưa, nghiệp quật thấy chưa. Cho kêu lên là em lên xe với, không cho bỏ chạy, nghiệp quật hay không. Cho em tới cái cầu kia nha anh. Rồi ok, cảm ơn anh rất nhiều. Wow, mừng quá bạn. Tự nhiên có anh chàng đẹp trai chở mình đi, gọi là hai cho mình mượn xe, đi ké. Chở mình đi quá vàng các bạn. Oh my god, cảm ơn đẹp trai. Ui, anh cười với mình kìa. Anh cười với mình. Chừng nào anh làm màu đỏ BD sao. Oh my god, đi đi anh, làm gì chạy vòng đi vậy. Oh my god, nó chở mình đâu vậy. Quay. Cái này là chơi online các bạn ơi, mình đã có súng rồi nhưng mà thực chất là mình không thể nào mà mình gọi là sử dụng súng ở trong đây được. Anh nãy anh đi rước người. Sao anh tốt như ta, sao tự nhiên anh tốt như ta, anh đi anh rước tụi mình nè. Ui I love you. Anh tốt thiệt chứ các bạn. Wow, trời ơi xe chở mấy người vậy. Trời ơi xe này đông rồi nha, hết chỗ rồi nha, không có rước được đâu. Rồi let's go anh ơi. Anh này anh chở mình vô thành phố không anh tốt không. Ai như mấy đó kìa, chảy trâu rồi không. Xe nó xịn, nó chạy, nó xì khói tùm lum hết. Ủa sao nó nhảy xe rồi. Ủa có một thanh niên nhảy xe rồi. Kể đi anh, đi tiếp anh ơi. Nét nó gọi là nó không thích đi với mình nữa đó. Ok, không, chắc có ai xì hơi á. Cho nên là như nghe thúi thúi thiệt. Cho nên là nhảy xuống xe đúng rồi. Oh my god, xì khói kìa. Xe gặp tai nạn kìa anh. Anh chàng đẹp trai, xuống cứu thôi. Ôi mà mình mà xuống cứu nó bỏ mình luôn rồi sao. Ôi mình định xuống cứu cái xe kia bạn. Ok, để mình xuống mình giúp đỡ coi. Anh ơi anh. Ôi đừng. Anh, đừng bỏ chạy nha. Ôi, xe chắc. Ôi, nó quá xe luôn rồi. Tình nghĩa anh em có chắc bền lâu. Rồi thôi, cảm ơn anh vì cái đoạn đường này. Em lại em cứu người kia coi như thế nào, không? Mình tốt bạn. Mình tốt rồi, mình tới mình cứu người nè. Đó, xe người ta bị gì nè. Đấy, đâu mình tới mình dựng xe lên cho người ta, gọi nó khóa cửa luôn rồi. Thôi, ở trong đó luôn đi. Ở cái thế giới này, nói chung là nó keo ghê các bạn. Kiểu như là thế giới này là phải có làm mới có ăn á, cho nên là không có cái gì mà miễn phí cho mình hết á. Xe mình dữ không? Xe mình rồi là gọi là xe chiến các bạn. Chiến sao mà hả gớt cái mà cản trước luôn nè. Ghê không? Rồi ok, mình qua đây để mình thử coi là mình có thể sử dụng gun không. Ui mình có thể sử dụng gun đó các bạn. Ok. Wow. Oh my god, 2 sao rồi. Ui lộn, chết ơi. Chú cảnh sát ha. Ui mình tưởng là ai chứ, ai vậy là chú cảnh sát các bạn ơi. Oh my god. Ui hết đạn. Oh my god, ghê quá bạn ơi. Đây, mình có thể sử dụng gun các bạn ơi. Oh my god, xe nổ không ta, xe nó có nổ không. Hai đạn. Không biết xe có nổ không nữa. Đấy các bạn thấy không, đây mình có thể trải nghiệm sử dụng nè. Đấy, tại vì mình hơi khó điều khiển thôi. Cho nên là mình, các bạn thấy điều khiển nó hơi fail các bạn. Đấy, được chưa, được của nó chưa. Rồi, lụm gun vô nè. Ê, né ra. Né ra, cút ra cho anh. Né ra. Rồi, ok, 2 đạn. Oh my god, 2 sao các bạn ơi. Bây giờ mình không biết là mình làm sao để mình tăng sao được nữa. Trước tiên mình lụm máu chứ cái đã. Ôi chạy. Để mình coi mình có mua thêm đạn được nữa không. Rồi để mình coi mình có mua thêm được nữa không. Ơi sao mình mua được có 1 lần hả ta. Đâu để mình coi mình mua được nữa không. Ok, mình có thể mua cây pharma nè. Ồ không đủ, có kim cương. Mình sẽ mua cây MP5. Các bạn, kim cương nha. Ôi. Rồi nhanh chạy. Rồi đổi qua cây MP5 coi. MP5. Ủa rồi, đây. Wow, nhìn nè bạn, cầm MP5 nè, ngầu chưa. Ê nè trời, vô ấy MP5 bạn. Chan đấy, ghê chưa. Wow, 3 sao rồi bạn ơi. 3 sao. Oh my god, quay 3 sao là không có đùa được đâu. Ok, từ lên xe, kiếm xe lên xe chạy. Đây lên xe được không. Rồi ok, 3 sao là không có đùa được đâu bạn ơi. 3 sao là bị dí ấy, bị dí đấy. Oh my god, chạy.
Oh my god. Quá trời ơi. 3 sao bạn ơi. Ui, bây giờ là mấy chú xét quá trời luôn kìa. 3 sao rồi nên là mình phải bắt buộc mình phải chạy thôi bạn ơi. Quá nguy hiểm. Quá nguy hiểm. Chạy thôi, chạy thôi. Woo. Yeah, bây giờ là ui, các bạn nhìn trên bản đồ kìa, xe chú cảnh sát đang dí theo mình đằng sau lưng kìa bạn không? Đấy, xe chú cảnh sát đang dí á, mình đang gọi là chạy xe của chú cảnh sát. Cho nên là hả, mình gọi là có cái còi bạn, cái còi báo động á, cái còi này là ui của chú cảnh sát kìa không? Đó, đó, đó. Ê vô. Ai, chạy lộn đường, chạy lộn đường. Việt Nam không mày ơi. Nè tên này là tên gì đây? Tên gì là Nguyên gì nè? Nguyên Nguyễn Văn Giàu. Đại gia Nguyễn Văn Giàu. Gớm không? Tên là tên Giàu là thấy dữ rồi đó. Đại gia đó đúng rồi, mặc đồ kìa. Mặc đồ xịn kìa, các bạn thấy tên không? Mình đâu có chém gió đâu, tên thiệt mà. Mình có xe mình đuổi theo nó, mình hút xe nó luôn mà. Xe mình cùi nhưng ghẻ ghẻ nhưng mà cũng có. Ai đây đây kìa, nó đang chạy kìa. Hồng Huy hả? Hồng Huy bạn. Ôi nó nhảy qua xe kìa, Xong nó rồi, nó nhảy qua xe là nó xong nó rồi. Chạy đâu? Chạy đâu con trai? Ôi oh my god, nó cũng có gần luôn. Nó cũng có gần luôn bạn. Oh my god. No. Bắn đi. Bắn. Oh my god, tưởng thua rồi chứ. Thấy đại ca chưa? Oh my god. Mình sắp hết đạn rồi, mình lên xe được không ta? Nó khóa xe rồi. Nó khôn hiểu bạn ơi. Lúc mà nó chuẩn bị gọi là thua cuộc, nó sẽ khóa xe lại. Ê, mình có thể mua thêm được cái súng nữa nè. Ủa mà mình còn có 8 kim cương à. Ok, mua luôn lẹ lẹ. Rồi xong, nó tiêu diệt mình rồi. No. Cay nha. Anh cay rồi đấy. Tại sao dám làm như vậy anh? Hả? Ok, bây giờ là tụi nó túa được. À đây. Thanh niên hồi nãy bắn mình nè. Rồi ok, anh mới mua đạn em ơi. Muốn gì, anh mới mua đạn. Ui trời, này là gọi là hả? Sương mù bạn ơi. Sương mù. Ôi, chạy đâu sau. Đấy, chạy đâu sau. Hello. Đây Việt Nam đó bạn ơi, chắc chắn luôn. Đây để nó coi nó nói gì nè. À, đua hả kìa, dưới nó đang chat kìa. Đua hả? À, đua hả? Ok, đua cái gì mà đua? Xe đâu mà đua? Ok. Anh niên này làm gì chạy vòng vậy? Ờ ok, muốn chạy đúng không? À, mình sẽ cho bạn chạy. Đấy, chạy đi bạn. Oh my god. Súng xịn bạn ơi. Ôi thanh niên cũng có gun kìa, lại giao lưu. Giao lưu với thanh niên này, thanh niên có cây gun nữa bạn. Oh my god, thanh niên có một. Ôi! Người ta đang chạy tiên đứng giữa đường. Đứng ở chỗ này không sao mà đứng ngay đây là nguy hiểm. À thì ra là lấy xe nó lao xuống kia bạn ơi. Thì ra là như vậy. Rồi ok. Đấy. Ui, xém tí là mình bị nó hút rồi, hơi là mình không đi tới á. Kìa. Tụi nó là chạy được hướng này các bạn ơi. Ok, mình lấy xe mình được không ta? Hồi nãy mình lấy xe mình được mà đúng không? Ok, bây giờ nó không cho mình lấy xe nữa các bạn ơi. À, mình lấy được một lần nữa. Ui, mình không lấy xe được nữa. Oh my god, xe của tôi mà không cho tôi lấy à? À, lấy được chứ. Rồi ok, mình sẽ bay biểu diễn một lần cho bạn coi nha. Rồi chuẩn bị. Tăng tốc hết ga. Hết ga hết số cho anh. Yay! Come on. Đấy, mình sẽ leo qua bên kia, mình sẽ bay bên kia luôn nào. What? Chào. Wow, đã chưa? Oh my god, xe của tôi còn gì nữa. Rồi ok, cái chỗ bên này mới đông người nè. Hồi nãy mình sao mình qua bên đó ta, mình qua bên đây làm gì toàn là mấy cái thanh niên gì đâu không. Rồi ok, tới luôn bạn ơi. Xe V6 2 Turbo. Ui, thanh niên giàu ghê không? Thanh niên mua xe V6 luôn bạn không? Mấy thanh niên này là chat tiếng Việt không đấy. Rồi ok, đi nào. Bây giờ mình đang, ôi mình đi đường tắt nè các bạn. Này, đường tắt nè. Ai mà chơi GTA 5 rồi chắc chắn sẽ hiểu cái cảm giác này. Không bao giờ đi đường chính á, đi đường tắt không à. Đó, đi đường vậy chó lẹ. xe tui. Ý nó đang giành xe nhau kìa. Ý, xe sắp hư rồi bạn ơi, no. Xe sắp hư rồi, từ. Mình phải chạy lại tới đó trước khi xe của mình nó hư. Trời, nó đua xe bạn ơi. Oh my god, mấy này đua xe. Mấy này dân chơi đua xe bạn. Ấy nha, xong né ra. Rồi, xe mình cùi quá. Ôi mấy này dân chơi đua xe bạn ơi. Rồi nó đua, mình vừa mới tới nó chạy mất tiêu hết rồi. Ôi xe này lên được không ta? Xe lên được không? Lên xe. Ui, chạy được. Tuy là xe này nó hư hại rồi nhưng mà vẫn chạy được các bạn. Ui, xe này xe couple nè hay gì nè. Ok, couple hay gì đó. Ok, tụi nó đâu hết rồi. Vừa mới tới nơi nó chạy hết tiêu rồi. À nó đang đua bạn ơi, tụi này đang đua ở đây. Ở đây nè. Tụi này nó quay mình như trong trống vậy ta. Ô, chúng ta lại gặp người quen Nguyễn Văn Giàu. Oh my god, nó bắn nhau kìa. Quay, xuống xe. Ui, nó làm gì ghê vậy? Từ. Ok, mình mới có cây Uzi nữa bạn, Ui, thanh niên này làm gì ghê vậy? Oh my god, bình tĩnh nào anh niên. Ui, thanh niên này. À, anh niên chạy trâu đúng không?
Ok rồi, ok, wow, nó bắn kìa quá. Rồi, yeah, một đứa. Đây, mình đã bảo vệ cho được một đứa. Rồi, đứa nào nữa? Rồi, đứa nào nữa? Vô. Ủa sao nó trâu vậy? Sao nó trâu vậy? Oh my god, wow. Bình tĩnh bạn ơi. Oh my god. Thôi, ghê quá. Ở đây nó gọi là, nó ghê quá bạn ơi, tụi này nó gọi là hạ kinh khủng quá. Ấy, rồi một đứa, lên xe. Tại vì mình không biết gì nha. Cảm ơn bạn kìa. Trời, Nguyễn Văn Giàu. Nguyễn Văn Giàu, người bạn của tôi, lên xe bạn. Lên xe, chạy đi, tụi nó bắn á. Chạy đi, lên xe. Ok, rồi, đang chiến đấu với nhau bạn ơi. Hai thanh niên đang chiến đấu với nhau. Ok, thôi, tôi không biết gì đâu. Xe của tôi nó sắp hư rồi, mấy ông bắn xe thương tôi. Ok, anh mình gì đây? Oh my god, đường nào qua ta? Có đường qua không ta? Để mình xem coi có đường nào qua không. Oh my god, không có đường qua rồi. Bên này. Úi giời ơi. Ngon lớn. Vô. Rồi, đây. Bên này, ui, cái gì nó ốc kìa. Ây da, tụi này đang đánh nhau các bạn. Tụi này nó hung dữ quá. Ok, mình là mình rất hiền luôn rồi đó. Ây da, mình không biết gì nha. Đang chạy tự nhiên lao ra ngoài. Ui, nó làm gì vậy, ném cái gì vậy? Hình như nó ném mìn hay sao ấy. Ok, rồi thôi, giờ để mình quay xe lại. Ây da, gắt không, ôm cua gắt không. Thôi bị gác. Rồi ok. Vô, từ, xuống xe, nhảy xuống. Oh my god, con, ôi. Gì vậy? Sao tự nhiên rớt ra ngoài không gian luôn rồi? Oh my god, đây. À đây. Đây mình lại, mình giao lưu bạn ơi. Hello my friend. Đây, có mấy bạn nè. Nguyễn Văn Giàu à. Đây Nguyễn Văn Giàu nè, hello Văn Giàu. Hello bạn. Rồi, ok, nó ngủ mình đi theo chung với nó. Rồi ok, mình đi theo chung coi làm gì. Ok, bạn này bạn đừng dắt mình đi đâu không biết nữa. Rồi ok, đi thôi. Chúng ta nè, cái gì đây? Xuống, xin lỗi, ghê vậy. Ủa thanh niên này đang gọi là đang chiến đấu với ai nè. Kêu xuống xin lỗi luôn các bạn. What? Xuống xin lỗi xem kìa, đằng kia hình như đang đánh nhau hay sao các bạn ơi. Oh my god. Ui, gì vậy? Wow, bình tĩnh. Gì vậy? Ủa rủ lại chơi mà làm gì bắn nhau cái vậy? Oh my god. Ui. Oh my god, không được rồi, bảo vệ anh niên kia không có gun. Một thanh niên có gun. Ok, một thanh niên có gun và một thanh niên không có gun. Ok, đang hiếp nhau kìa. Ôi, mình sắp hết đạn rồi. Mình sắp hết đạn các bạn ơi. Oh my god, nó chạy kìa. Ok, hết đạn rồi. Ôi. Chạy đâu? Từ. Chiu, đấy, it suck. Yeah, hết đạn rồi, hết tiền luôn rồi. Oh my god. Rồi, thôi. Vừa rồi thì mình đã cho các bạn thấy được, đó là mình đã trải nghiệm được cái tựa game GTA 5 ở trên điện thoại. Nó có tên là Makeout 2 Big City Boy. Big City Online. Ok. Wow, quá dữ. Đây, thanh niên này. Hello, Nguyễn Văn Giàu. Ok, để coi nó chat gì đây. Cảm ơn bạn. Ok, không có gì. Mình là nói chung mình là thấy người ta ăn hiếp bạn thì mình giúp bạn thôi, chứ mình không có gọi là đánh bạn đâu. Rồi, ok. Cảm ơn bạn xem. Hẹn lại các bạn ở những video sau nha. Bye bye. Quên, trước khi bắt người kết thúc là các bạn hãy nhớ để lại cho mình một like, một đăng ký, một chia sẻ của mình sẽ cảm ơn những cảm ơn nếu các bạn là fan chấm muốn hộ mình nha các bạn ơi. Rồi thôi, hẹn gặp lại các bạn ở những video sau nha. Bye bye.